Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chojo Vương Tuyết Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Và ở tập trước thì mình đã tiến quân khá là mạnh khi mà tấn công đồng loạt một loạt các căn cứ của Sassanid, nhưng mà không biết là tình hình liệu mình thế nào. Trước đó quân đoàn này gặp nguy hiểm rồi. Quân đoàn này tập trước là mình truy đuổi nó sát quá. Không lẽ là phải cho quân đoàn lên để bảo vệ à? My lord, your next command, my lord. You have further orders? Đàm phán hòa bình với thằng Sassanid để được. Be welcome, I suppose. Dù sao thì mình cũng cần có một khoảng thời gian nhiều hơn. And try to be interesting. Mình cần một khoảng thời gian nữa trước khi có chiến tranh. Nó lại đòi chiến tranh quá sớm. Trăm nghìn nếu cần cũng phải chi mất. Nó chịu 60.000. Trước khi đấy mình đánh chiếm hết các cái cảng này của nó đã. Ở đây không được. None shall pass. Yes. Được chứ nhỉ? Tại sao lại không được? Kill the cowards. Khóa chặt cái thương cả của nó lại. Ready for orders. Chờ đất. Thế nào có? It is an honor to serve you. Thuyền pháo à? At your command. Như vậy là chúng ta đã khóa được cái eo biển này lại. It is an honor to serve you. Cái thuyền đâm hút này đánh auto nó hay bị mất à? My lord. Mình cần cái thời gian phục hồi đây đã. Phục hồi lại lãnh những cái vùng lãnh thổ chúng ta vừa kiểm soát được. Không dễ dàng. Nói thật là không dễ. Không đánh được vào đây nhỉ? Đàm phán hòa bình với nó trong vài trong một số lượt.
mình không chắc là được bao nhiêu lượt, nhưng mà không chắc được bao nhiêu lượt, nhưng mà chắc phải đàm phán. 60 không chịu, 70 đi. Sáu lăm. Be welcome, emissary. Thậm chí bỏ ra phát thì chúng ta còn giao thương được với cả đấng đệ của nó. Come then, speak. I greet you in my master's field. Vỡ lại tí tiền đấy. Do not wander in like a desert. Ôi, chúng ta vẫn còn hơn 100,000 và mọi việc ready còn ở phía trước. Hòa bình là điều cần thiết. Ready for orders. Quân đoàn này đóng vào đây. We fight for you, my lord. Về đây, mình thấy tình hình không ổn. Mình chưa thể công được mà phải thủ, nên là mình chưa thể đưa quân đi tiếp được. Đánh vừa đánh vừa đàm, nó là một nghệ thuật ngoại giao và cũng là nghệ thuật chiến tranh. Chúng ta chưa gom đủ lực lượng. Mình muốn đưa cái quân đoàn này sang khu vực này. Rồi, hạm đội đóng vào đây đi. Mấy thằng này thì chắc là cũng không sợ lắm. Sáu mươi bốn, tăng trưởng 0.4. Công trình tôn giáo. Ủa, mỗi cái công trình tôn giáo đây. Rồi qua lượt đã. Sasanit ư? Thật đáng buồn cho Sasanit. Cái lực lượng quân dự bị của mình nó chưa đến đầy đủ. Mình chưa gom đủ quân. Mình cần thêm lực lượng và cần thời gian thêm nữa. Cần thêm thời gian để ổn định lực lượng. Tiếc là chúng ta không có pháo loại to. Các cái vùng đất của nó đang có nổi loạn. Voi Ấn Độ. Tiếp tục giữ vững phòng tuyến. Mình nghĩ là như vậy. Giữ vững phòng tuyến nhé. Được mà.
dài vòng. Cái gì đây? Một trận chiến vì danh dự à? À đúng rồi, thằng này nó là quân Ly Khai. Bây giờ bọn kia nó bị tách ra rồi thì nó là bên Ly Khai rồi. Nó mất đất rồi, nó không còn làm chư hầu của Sassanid, nó buộc phải đánh. Có lẽ mình thấy mấy cái con lạc đà đời đầu mạnh hơn lạc đà đời sau. Tình hình khá bi đát cho Sassanid. Ồ, Hung nô kìa. It is an honor to serve. Vùng này được phát triển về My Lord. Quân đoàn bây giờ mới rank 1. At your command. Thảo nào mà yếu thế. Vấn đề vệ sinh của nó ở đây, à nó được cộng của những cái này sao, thằng nào nó cao thế. Mấy cả thằng thống đốc ở đây nó được cộng vệ sinh nữa thì phải. Xây tiếp công trình tôn giáo ở cái vùng này, đập nước của chúng ta ấy. We fight for you, my lord. Cái quân này không hiểu sao mình không tự tin để đánh solo như là một đấu 7, một đấu 8 như với quân của Tây La Mã. Quân Tây La Mã một đấu solo đấu 7 đấu 8 mình dám đấu ngay với Hung Nô, mà quân này mình thấy không yên tâm lắm. Bởi vì nó chỉ là lính dìu. Thực sự là không yên tâm lắm. Thực sự là vậy. Thực sự là như vậy. Thêm một quân đoàn nữa sẽ được bổ sung sang Trung Đông. Cái gì đấy? Cung thủ Askung. Cái này có lên cấp nữa thì chỉ được mấy con lạc đà vớ vẩn thôi mà. All men must serve, treading softly. Can I assist you further? They will soon forget their religions. Your will is done. At your service. Hay quá, lên rank rồi. Học cái này để ám sát đi cưng. Khá nhiều thời gian đấy. Chúng ta đánh vừa đàm.
Các bạn thấy chiến dịch nào thế thôi, mình đánh không bao giờ mình có một cuộc chiến quy mô quá lớn và liên tục, mình sẽ vừa đánh vừa đà, vừa đánh vừa đà. Và thằng này nó chỉ là đồng minh đồng khói thôi. Come my friend, speak. Chỉ có mấy thằng dưới này thì mới là chư hầu của Sassanid thôi. Đất của Sassanid cũng không còn nhiều. Trong khi đó thằng này thì nó đang chiến tranh Sassanid này. Chỗ này đã bị đốt ở Armenia đây rồi. Ta đánh ở đây là chiếm cái vùng này không khó lắm. Được thôi. Ta phát triển tôn giáo 64%, ta 0.4. Đây rồi. Sửa chữa sang cái công trình này luôn. Phá luôn. We fight for you, my lord. Ew. Tăng vào đây là tăng 20% giáp, đi không? 16% sát thương đánh xa. Lên cấp sau là hơi khủng đấy. 20% giáp là nó mạnh lắm đấy, người đùa. Fleet reporting, my lord. Ships to port. Ready for battle. Cái xe bắn tên này vô dụng quá. Xây cái nhà lính nhá. Nhà lính này, nhà ngựa này, nhà luyện vũ khí này. Công trình tôn giáo, tài nguyên, hàng dệt, con đường tơ lụa đấy. Vệ sinh thì rất là cao nhưng mà xây 3 cái ruộng ở đây thì sao nhỉ? Vệ sinh cho tận 18 cơ mà. Đập cái này đi, sợ không đủ tiền, không đủ lương thực. Kệ chứ, giờ này giờ để chiến tranh rồi, không thể đò đưa được. Rồi sang đây đi, bổ sung quân cho các quân đoàn bên này. Ready for orders. Chúng ta sẽ cố gắng hòa bình với thằng Sassanid để đến một mức có thể nữa. Ít nhất là để lên được cái lính đời cuối đi. Một cái hiệp ước hòa bình. Rất tiếc là tớ lại không có nhu cầu lắm. Bởi vì cậu chiến tranh với tất cả mấy thằng dợ ở phía Nam này. Mất 100.000 để được hòa bình, sợ thật. Nhưng chúng ta cũng chỉ mất 2 lượt để có lại số tiền đó thôi. Và thằng Sassanid nó cũng chưa đủ gan để đánh nhau mình.
cái thằng đầu bò này nó lại về phe của mình. Quý tộc sinh con. Kỳ hạn làm việc đã hết. Người hỏa giáo giờ đây đang chiếm một số lượng khá lớn trong cộng đồng của chúng ta, tư cách họ là gì? À, hỏa giáo là chính là cái mấy cái thằng Iran này mà. Dẹp ngay, đàn áp tôn giáo ngay. Nó bảo mua xe Banda cỡ lớn. Cái này là chạy lính, cái này là chạy lạc đà. Làm quái thì thấy có xe bắn đạn cỡ lớn đâu. You there, get to work. We fight for you, my lord. To your duties, men. Xây ba cái ruộng. Vệ sinh vùng này cao vãi luôn. Do thằng thống đốc rồi. Xem cái văn hóa của chúng, tôn giáo của chúng ta không phải năng tăng trưởng tốt. It is an honor to serve you. 19 Your orders, 20 Steady as we go. Ready for orders. All hands to the oars. Lên trên này là có thể mua quân rồi. We must rest a while. Ơ? Được rồi. Đạo Do Thái rồi. Lương thực vùng này bằng không à? Lính này chất đấy, động vào nó là hơi mệt đấy. Cố gắng cầm cự với thằng Sassanid này. Công trình tôn giáo kiểu gì thì kiểu cũng phải xây công trình tôn giáo lên. Sừng đạo Do Thái.
At your command, we fight for you, my lord. Ready for battle. Mọi thứ có vẻ cũng ổn đấy. At your command. Get to it, man. Nó không còn quân đây nữa. For orders. Sasanit ơi là Sasanit. Lãnh thổ của nó đang bị nổi loạn khắp nơi à? Đánh xong lại đàm, đánh xong lại đàm. Đấy là nghệ thuật chiến tranh. Cái thằng này nó cứ bơi qua bơi lại để làm gì nhỉ? Đấy. Sasanit cũng không dám đánh nhau mình đấy. Đàn áp hỏa giáo, chúng ta bị trừ trị an, mất tất cả các tỉnh, mất 10 điểm. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta sẽ làm tăng cái tôn giáo này của chúng ta lên. Trị an của mình bây giờ lo gì mà cũng phải sợ. Trừ 10 điểm chứ trừ 20 điểm anh không sợ. Mình nâng cấp công nghệ cao nên là nâng cấp công nghệ nó có cái vùng cái phần tăng cái trị an này. Trị an mình bây giờ tốt, vệ sinh tốt. Sao phải xoắn? Khai thác đá. Cái vùng này vệ sinh chưa được tốt lắm. Nguyên nhân là chúng ta có nâng cấp ruộng thì lại thiếu lương thực. Xây cái công trình vệ sinh lên thì trừ nhiều lương thực quá. Được cái lưng ba cái này lên là ổn.
Đó rồi. Bây giờ mà tăng thì cũng hơi dở đấy. Thôi kệ nó, những vùng này ổn rồi thôi. Bệnh dịch à? Con đường tơ lụa. ~177 chứng thực cơ. Mỏ vàng đây. Cố gắng sửa chữa. Your orders, my lord. Easy into port. Fleet reporting, my lord. Chết. Hy vọng là Sassanid nó đừng có đánh với mình tiếp vội sớm quá. Thằng này phe khác à? Hết chức vụ 51. Tạm ổn, mình vẫn duy trì quyền lực cân bằng, vẫn phải giữ hai quân đoàn đây. Liệu có lên là phát triển hạm đội ở đây nhỉ? Chúng ta có rất nhiều lạc đà. Bây giờ đi là phải đi theo cặp, đi một quân đoàn một là rất nguy hiểm. Mà mấy anh hung nô anh thấy quái nào anh chưa thấy, thấy đánh nhau nhỉ? Anh đốt phá trên kia, may quá anh không xuống dưới này. Giờ đang di chuyển ra cái vùng đất của Pháp rồi, nó ít hoạt động ở khu vực của mình. Nó mà lọ mọ xuống đây thì cũng chết dở, không nên đơn giản. Đấy, có xe bắn đá xịn kìa. Xe bắn đá lại to, rất cần xe. Chấm dứt hiệp định thương mại à? À, dấu hiệu đầu tiên của chiến tranh.
My lord. Phải học ở đây đã. Cộng 6 luôn này. Đánh đêm được luôn. Advance at your command. We fight for you, my lord. You call this a garrison? Từ cấp 7 à? Cấp 8. Cấp 9 học ở đây giáp. Dị khí. Thôi, tiện rồi, có thằng này đây rồi thì mua lấy hẳn đặc đà xịn mà chơi. We fight for you, my lord. March. That is impossible. On the move, my lord. At your command. My lord. Thừa mất hai con lạc đà. We fight for you, my lord. Vừa có hai con lạc đà. Ready for battle. Sáu mươi lăm cộng 0.8 à, tôn giáo chúng ta đang tăng trưởng rất là tốt. Đi đường này. Ready for battle. Ready for orders. Cái vùng này nó còn có quân đâu. Yên tâm rồi. Quánh vào đây phát này. At your command. Quân đoàn này sẽ có nhiệm vụ đánh vào đây. Ready for orders. Nếu chiến tranh xảy ra thì quân đây. Đóng vào đây đi. Get to it, man. Cần thêm một hạm đội nữa. Chúng ta không thiếu tiền. Cái thuyền hai pháo này, này. Tiền tiêu không phải nghĩ. Phức hợp lạc đà bộ binh ổn đấy. Bên này thì mua cung thủ đúng không? We fight for you, my lord. Thằng này lại hơi nhiều lạc đà. Ready for orders. On the move, my lord. Advance. March. My lord. Ủa đây à? At your đây là command. Sư đoàn dự bị đi bổ sung quân cho các đơn vị. Ready for battle. Thừa hai đội lạc đà. My lord. Be welcome, I say.
Speak your speech so that I may go to the bar. Vẫn đang suy yếu nhưng mà nó cũng không dám đánh mình. Quân đoàn và có đến 10 quân đoàn ở đây rồi, với 5 hạm đội mà vẫn chưa đủ lực để đánh Sasanit à. Đánh thì bây giờ mình đánh được thôi, nhưng mà đang chờ có cái quân đời cuối đánh xem nó thế nào. Xây nhiều công trình tôn giáo lên để có cái quân đời cuối, mệt quá. Lên cái đạo Do Thái mình lên cao nữa. Được. Mình thấy mấy cái con lạc đà đời đầu ấy có vẻ nó còn hay hơn lạc đà đời cao. Hai thằng này, mấy thằng này không có cái việc gì hơn là bơi qua bơi lại. Cuộc nổi loạn ở tỉnh ASEAN. My lord. To battle. It is an honor to serve you. At once. Leave none alive. Kiếm mấy cái xe bắn đá mà khó ghê vậy. Make haste, men. Kinh tế của mình đang tăng lại trở lại khá rồi so với lúc trước chiến tranh. Forgive me, but we cannot. Cái này chứ nhỉ? Kho lương. Cần này, chế tạo vũ khí. Không thể lương thực của nó limit, không phải sợ. Các cái vùng này lương thực cũng được. Lương cả cái cảng cá lên đầy cuối cái lương thực nhiều rồi. Mọi nơi sẵn sàng. At your command. Okay. Ready for battle. Nên là cần. To your duties, men. Ready for orders. March. On the move, my lord. At your command. Sau đây lấy mấy con lạc đà đã. À mấy cung tên. Ready for further orders. Ôi, bỏ một đội đấy đi à. Are you ready to serve? Come join our ranks. Quên, cho nó sang thằng này thì tốt hơn.
Ok. Lực lượng tác chiến. À. Một hạm đội. Quân của nó chết gần hết. Đang chết dần. Sao Sonic đã chiếm nốt được cái vùng trong này à? Đội này sẽ được đóng ở đây bảo vệ căn cứ. Cả cá lên. Sáu mươi sáu. Trời. Lên được cái đội lính để cuối có khi mình bỏ cái cung nhỉ. Cung thực ra nó cũng không có nhiều tác dụng lắm. Lòng trung thành đang dao động. Thằng quái nào mà cái lòng trung thành dao động suốt thế nhỉ? Một thằng đạp to lắm. Quân đoàn cấp thắng 39 trận rồi cơ mà. Ủa. My lord. Ready for battle. I want hourly patrols. We fight for you, my lord. You call this a garrison? Xây thêm công trình này lên rồi mà vẫn không lên được à? Âm lương thực. Trừ 12 chị An do âm lương thực, cái này lên nữa thì xong. Thiếu một cái vùng thì nó khó cân bằng lắm. Chả nhẽ tiêu diệt cái thằng này. I greet you in my master's feared name. Speak in honesty and you will be answered like. Thằng La Mã nó muốn đánh nhau mình lắm nhưng mà nó chưa đánh nhau được. Ajax.
muốn có cái lính để cuối thì chứ còn đánh bây giờ mình tổng lực với lực lượng của mình hiện tại bây giờ là mình đủ lực để đánh Sasanid tổng lực rồi. Khu vực phía nam này thì mình sẽ giữ này, mình để không tấn công. Khu vực phía bắc thì sẽ tấn công tổng lực, để chiếm toàn bộ cái vùng Armenia đã. Là bắt đầu sau đấy thì bắt đầu mình mới tính tiến sang để thu hẹp cái diện tích chiến trường ấy. Mấy anh hung nô anh vẫn ở chỗ quái nào nhỉ? Chả mấy khi chơi cái chiến dịch mà chả nhìn thấy hung nô đâu mấy. 38 tuổi, hẹo rồi. Ôi, hai thằng hẹo liền kìa. Tiền 53, hết chiến tranh phát tiền lên ngay. Đây, cái công trình hỗ trợ nhà lính này nó trừ vệ sinh kinh quá nhỉ. Vệ sinh tốt, chỉ thiếu lương thực thôi. Syria. Tasia. Các cái vùng này vệ sinh cũng khá mà nhỉ. Asia trừ 40 lương thực, cộng 2 hòa. Vẫn chưa hết cả. Phát triển của đạo Do Thái 67, mỗi một lượt, hai lượt mới lên được 1%. Trời ơi.
can I serve you? My lord. Sasanit nó cũng có làm gì mình đâu. Sao mình phải sợ nó? Hòa bình được cứ hòa bình chứ. Mình sẽ đánh lấn chiếm và bảo vệ cái vùng này đã. Còn những vùng kia mình sẽ đánh theo kiểu lấn chiếm. My honorable master would have me talk. Thằng này là trung thành mình, đáng nhẽ nếu như thằng khác mình sẽ đập lốt cái tỉnh rồi để mình thống nhất đấy, nhưng mà vì nó đứng về phe của mình nên mình sẽ giữ nó lại. Âm mưu ám sát à? Bọn này bậy nhỉ? Trừ ngoại giao rất mạnh mà không dám đánh mình. I go. I shall rest a while. Khi chiến tranh xảy ra thì quân đoàn này sẽ tấn công vào đây. Đây tấn công vào đây. Lực lượng này phòng thủ và đứng im. Lượt tiếp theo thì sẽ tấn công vào đây. Quân đoàn này sẽ tấn công vào đây. Kiểm soát khu vực phía bắc trước. Từng tí một. Phía dưới này sẽ để phòng thủ. Quân đoàn này sẽ phòng thủ. Mình còn hỏng một vị trí ở đây à? At your command. My words are yours to direct. Serve you. Người trông coi. My lord. As you command, my lord. At your service. I am no one. Bao giờ mới có được đội lính đời cuối là cố gắng để chủ yếu chờ đội lính đời cuối còn đánh bọn Sasanit giờ này. Tầm này Sasanit nhưng có cái gì mà đáng phải sợ. Dám ba cái thằng Sasanit đập chết luôn. Rất là nhiều quân ly khai của các phe. Cộng một xảo quyệt rồi. Tôi cho nó lấy vợ.
Vệ sinh cao vãi luôn. Năm mươi sáu ngàn tiền là nhiều thật, mà tiền bây giờ cũng có làm gì đâu. Trừ 23 lương thực 77. At your command. Ready for orders. 68. Ồ. 7, 15 lượt nữa cơ. Lính đời 3 rồi. Lạc đà cũng đời 3 rồi. Ready for battle. Đô đốc à? Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders suggest peace. What say you? Một hiệp ước hòa bình à? Không cần đâu. Nó còn đang đánh nhau với thằng Đông La Mã với cả cái thằng Dark Sea ngay phía trên của mình. Làm sao nó có lực lượng để đi qua mình được? Cho thằng thầy tu của mình sang đất của nó để làm cải đạo quân đất nó nhỉ. Hỏa giáo, mình đang triệt tiêu hầu hết tôn giáo của các phe phái khác. Kết thúc tập trước thì mình đã đánh một trận tổng lực. Giờ mình không muốn chiến thêm đất nữa. Thực ra mình có thể cho thằng này khử thằng này rồi, nhưng mà chính vì nó trung thành, nó đứng về phe mình khi Sassanid tấn công nên là mình mới để lại nó sống. How can I serve you? At your service. How may I serve you? At your command. Ready for battle. 69. Tốc độ tăng trưởng chậm dần rồi. Để lên được cái nhà thờ chính lên nữa thì mới được. Cái nhà thời chính chưa lâng lên được, chúng ta không lâng được lính đời 5. Đây rồi. Còn cái nhà thờ nào chưa xây thì phải xây nhiệt tình. Còn cái nhà stay nào chưa xây thì phải xây nhiệt tình. Quá vậy?
We make this modest request in the knowledge that your coffers strain to. Nếu mà là liên minh phòng thủ, đồng minh quân sự thì mình sẽ coi như được tính hai cái tỉnh của nó. Lúc giao thương đã đứt. Lại thêm một ông tướng già đã chết rồi. Africa. Không phải bảy. Đây rồi. Ta vệ sinh cho cái tỉnh này lên. Đây rồi. Lên được đội lạc đài rồi, không cần nâng nữa. Là lính để cuối. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ mỗi cái vấn đề là... Ủa? Một lượt nữa xong cái cung điện vườn hoàng gia. Tận đây, 7 lượt nữa mới nâng cấp được công trình đền thờ tôn giáo lên. Vãi nhà thống đốc mạnh thế. Sasanit đâu? Tuyên chiến đi sao nào? Mày tuyên anh chiến luôn. Chờ cái đội lính để cuối lâu lắm các bạn ạ. Cứ chiếm thêm đất là bị giảm cái vấn đề văn hóa xuống. Nên là mình cũng không muốn đi chiếm đất thêm. Chiếm phát xuống là chúng ta lại phải cải đạo, bắt đầu lại giảm mất cái thời gian ổn định văn hóa. Còn lâu mới có được cái lính. Lính ấy nó oái oăm một cái này. Thích nổi loạn. My Lord. Một số thanh niên thích nổi loạn. Ok, trung thành của mình thấp xuống à? Nhận mấy thằng con nuôi ạ.
bắt hết cho nó về. At your command. Thằng nào về thì về. How can I serve you? I am no one. Quân đoàn kia của thằng Armenia thì bị sẽ thái tử mình sẽ đập chết. My master prays that you see opportunity in this conflict and that you will aid us. Nó rủ dê mình chiến tranh với cái thằng phương Đông ấy. Lại kỳ hạn nào hết đã hết. Cá cân sức mạnh đã tăng lên rồi. Bắt hết cho nó về đi sao. Vua của mình không có vợ à? Welcome friend. Let in time. Are you brave or foolish or just mad? Trang Hoa. Well speak. I will listen before I turn. You have my attention. Now. Welcome, honored. Speak your speech. Speak your terms. Welcome. Speak. Come on. Thông minh nhỉ? Don't à, waste tốt. Time better spend at hunting. Cho 3.000 xem. 30.000 cơ. Nhiều quá, 3.000 thôi. Chắc 10.000 đi. 20.000. Về sau này lấy vợ cái tiền hồi môn thì cao thế nhỉ? Của hồi môn. Của hồi môn càng ngày nó càng nhiều này. Chết dở. Thôi thì 30.000 vậy. Còn thanh niên nào chưa có vợ? My time is better spent hunting than listening. So be quick with your chattering. Phong thủ cận chiến. Gì chứ 30.000 là việc này xuôi ngay cái gì nhỉ? Đấy, tiền tiêu không phải nghĩ. Please don't bother with meaningless pleasantries. Talk of meat, not honey. Tình tự vệ. Còn đâu? Còn đứa nào chưa có vợ? I warn you that I have no stomach for the meek or nice. Mình có tên tận 300.000 cơ mà. 30.000 thì thấm vào đâu? Speak quickly and well. My friend, I am sure you have many. Còn thanh niên nào chưa có vợ? You have my attention.
My time is better spent. Chắc là hết rồi. You have my Thế lấy vợ hết ngay. 16 tuổi nó chưa đến tuổi trưởng thành. Chưa lấy vợ được. Thằng này sắp được lấy vợ rồi. Bọn này không đủ uy tín để có thể vào cái chức cao hơn à? All men must serve. Quân đoàn này không có gì đáng sợ. Lương thực bằng không rồi. We fight for you, my lord. Chị An nó không bị âm nữa là được. Vệ sinh 2. Chả cần nâng những này cao lên, mệt lắm. Nâng cao mấy cái này mệt lắm. 70. A man has many faces. My words are yours to direct. 70 kìa. Để lâng được cái nhà thờ lên. Mình còn mất mấy lượt nữa mới lâng được cái nhà thờ. Nghiên cứu công nghệ lâu thật. Mà đấy là quân này nó theo đạo Do Thái là còn nghiên cứu nhanh đấy. Nhiều phe khác còn lâu hơn đấy. Ôi Hùng Nô ơi, đừng có lò mò đây. Đốt thì đốt mấy cái thằng trên kia rồi té đây. Mình lấy đến 3 đứa con dâu người Hùng Nô này. 4 chứ nhỉ, trước đấy có một đứa nữa rồi. Nói chung là mình khá thân thiết với Hùng Nô rồi. Chắc không sợ đánh nhau đâu nhưng mà không có gì đảm bảo. Cái công nghệ mình nghiên cứu mãi chưa xong. Còn 3 lượt nữa. Trời ơi, 3 lượt nữa mới nâng cấp được tiếp. Xua. Các cái thành trì của mình đều xanh tươi như thế này. Không lâng thành lên nữa, lâng lên nữa thiếu thực. Ế? Hôm nay xây được một công trình nữa. 15 và vệ sinh dịch tễ. Cũng được. Xây hai công trình đấy để đỡ vì công trình này xa quá nhỉ. Công trình này là tăng giáp. Công trình này tăng kiếm. Cũng được. Như vậy cũng tương đối, cân đối. Đây rồi. À không cần. Âm 5.
Giờ mình chỉ quan tâm công trình tôn giáo. Hết rồi. Rồi. Asia. Lại trừ 11 là do cái gì? Thiếu lương thực bị trừ 11. Khác biệt tôn giáo. Mình giữ lại cái thằng thằng kia, mình cũng đập lốt nó, thành ra bây giờ có biết khác biệt con tôn giáo này mệt ghê nhỉ. Fleet reporting, my lord. It is an honor to serve you. Khác biệt tôn giáo. Đành phải đập cái thành xuống một cấp. Để cấp 3 tốn thực quá, không nuôi nổi. Mấy thằng này bây giờ nó cũng chiếm được hết cái vùng phía Bắc Ý rồi cả. Ostrogoth kiểm soát được Roma rồi này. Thằng Hung Nô nó bỏ ở đây làm gì nhỉ? Dưới này có cái gì để cho mày làm ăn đâu? Quân ly khai tích đã bị hủy diệt. Sáu mươi nghìn một lượt. Hai lượt nữa thôi. Những con lạc đà trung đông. Trời, nó còn mãi không lên được cái chứ. Có hai công trình hỗ trợ này, một cái tăng nó đi bắn cung để tuyển sẽ bắn đá, một cái nó sẽ tăng nếu mình bỏ hết toàn bộ lính cung đi thì sao nhỉ? Để thấy lính cung đánh nhau về cuối này nó phế quá. Nhưng mà nếu bỏ lính cung đi thì mình chỉ có thể đánh nhau. Nhưng mà đánh trên đồng bằng mà không có lính cung chết. Anh không ngơ vui tính nhỉ? Xuống đây làm gì đấy? Chắc là truy đuổi mấy cái thằng này. Ngọt. Bổn phận vẫy gọi.
cân bằng quyền lực có 46. Bông này tạo vũ khí rồi, bông kia khiên được, vệ sinh bông này nó cao không sợ. Mọi thứ cứ thế mà phát triển thôi. Lính đời cuối rồi này, lên được cái lính này mà mình có dùng đâu. Lính này với lính này thì khác gì nhau lắm, đam to hơn nhưng mà máu và giáp yếu hơn. At your service. Đây rồi, hết lượt này là chúng ta sẽ nâng tiếp cái công trình tôn giáo ở thủ đô lên, các cái thủ phủ lên rồi. Úi giời ơi, kết thúc chiến dịch thì đơn giản thôi, nhưng mà muốn có cái quân đời cuối đánh cho nó chuất. Nhìn xem nó đẹp trai cỡ nào. Gần full công nghệ cơ mà. Mình gần full công nghệ. Ôi ôi. Các vị tướng già dần lần lượt 51 quyền lực của mình lên rất cao. Gần mắc công nghệ này. Sợ thật, chơi chiến dịch thì gần mắc công nghệ, nhưng có năm hơn 400 mà gần mắc công nghệ cả. Đây, số lượng linh mục được phép sử dụng tăng lên cộng 1 trên toàn phe phái. Ôi, tốn khá nhiều lương thực. Chắc là mình đủ lương thực để nâng. Sắp có quân đời cuối rồi, cố lên.
Đếm thời gian trôi nào. 5 lượt nữa. Ngu đần, thần kinh không bình thường. Vai thật. It is an honor to serve you. Có thể tăng thêm số lượng của thầy tu lên à? We come to you in strength. Đề nghị các hiệp ước hòa bình. Hạng tư trên server nó cũng mạnh phết đấy. Đến năm 440 này như Attila để hẹo chứ nhỉ? Hình như chưa chiến dịch nào mình nghiên cứu được full công nghệ. Đây có lẽ là chiến dịch đầu tiên. Thực ra là theo cái đạo Do Thái thì mình nên cứu nhanh được cái này, chứ theo các đạo khác thì mình nhanh được như này. Mấy cái công nghệ sau cùng này nó nên cứu lâu lắm. Là đạo Do Thái, quý tộc sinh con. Gia tộc của chúng ta chiếm thống trị của chúng ta chiếm đến 76%, 26%. Kêu gọi sự ủng hộ của giới quý tộc đi. Điểm của chúng ta nhiều, kêu gọi đi. Vớ bẩn tăng quá lại nguy hiểm. Mấy con lạc đà này ngon rồi nhỉ. Quái nào. Mọi chỉ số đều có vẻ nhỉnh hơn so với cái bọn lạc đà kia mà đánh. Không ăn của nó là cái quái nào nhỉ. Nó không ăn được mấy con lạc đà để đầu. Kỳ cục. 4 lượt nữa cho những cơ lục cuối cùng của Sasanit. Cái thằng này dẻo, diệt phát là hẹo. Cộng 6 này. Ồ, cộng 6 này. Ôi thế chết rồi, cán cân sức mạnh của mình lên rất cao. Chết rồi. Trung thành cộng 1. Lên hơi cao rồi. Quyền lực của chúng ta là hơi lớn. Quyền lực cao quá. Quyền lực cao quá. Ever watchful, my lord.
command. Kệ, quân đoàn phương Bắc này, thế nào? Ủa. Ba lượt nữa. Rồi ôi, nó nhích từng tí một. Phải xong công trình kia nó mới lên được. Đô đốc à? Nhiệt huyết. Đô đốc ngon phết đấy. Đô đốc này cho làm tướng thì nó phải hiểm ổn hơn. Sau khi mình tiến sát các khu vực này rồi thì các cái hạm đội sẽ được rút đi sang khu vực bên này, bảo vệ bên này. Sáu hạm đội, 12 quân đoàn. Ồ, 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 ồ. Mấy anh hung nô của anh vẫn tàn phá phía Bắc ác kìa. I beg you, consider the glory lost forever if your troops stand. Ba lượt nữa. Hai lượt nữa, hai lượt nữa, ngay lên. Cộng 0.1. Hai lượt nữa. Tăng được cái công trình ở thủ phủ lên thì tốc độ mới tăng nhanh. Cao với so giáp con số 75 nó càng ngày càng chậm. Cái bọn này nó lại không có lính speed là mạnh. Tuyển lính speed của La Mã thì nghe chừng nó cũng không hay lắm. Có đặc điểm là thích rượu. Tăng thẩm quyền và nhiệt huyết á. Ờ, vãi trưởng nhỉ. Không phải hai. Ready for orders. Trời ơi, một lượt nữa thôi là được rồi. Ồ, oh. Có cái gì mà phải xin thiệp ước hòa bình nhiều thế? Mấy anh Anglo-Saxon này. Nó còn phải vượt qua cái phòng tuyến của mấy thằng dợ và mấy thằng Viking nhỉ. Nó mới xuống được đất của mình. Cố lên, trời ơi. Cái chiến dịch này nếu mà để hoàn thành kết thúc cho nhanh thì mình có thể hoàn thành rồi, nhưng mà chưa chia sẻ là mình cố gắng mình lên được cái đấy để chia sẻ các bạn là khi mà cái tôn giáo các bạn đặt đội quân theo tôn giáo ấy, thì nó sẽ mất nào. À,
quân ly khai. Bích tích. Kỳ hạn làm việc đã hết. Kỳ hạn làm việc đã hết. Chỉ huy tối cao rồi kìa. Công trình tôn giáo này thì nó lên được bao nhiêu phần trăm? Tăng có 0,4 thế á? Ít thế à? Linh mục lên được 10 thằng. Quán quân thiếu một thằng. Chỗ này có quán quân. Tỷ lệ mệt mỏi. Ý xây dựng. Đủ mà anh nhỉ? 10 thầy tu cơ mà. 10 thầy tu mình nghĩ là đủ chứ. Đây 100 lương thực. Đạo Do Thái thì toàn bộ là lính kiếm hết. Mất hơi nhiều thời gian đấy, 0,4. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.